Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DReview và lại là mình Monster đây. Trên bàn thì hiện tại mình đang có đây là một chiếc iPad Pro phiên bản 10.5 inch. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lại cái sản phẩm iPad Pro 1.5 inch này để xem là đã sau 2 năm ra mắt thì với cái sản phẩm này nó sẽ mang lại chúng ta những trải nghiệm thế nào, cũng như là nó có còn xứng đáng chúng ta lựa chọn hay không nhé. Hãy cùng mình bắt đầu vào video ngay bây giờ. Đầu tiên thì nếu như anh em nào chúng ta quan tâm về sản phẩm iPad thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại cửa hàng Di động Thông Minh bằng cách bấm vào đường link mình để sẵn cho mọi người ở dưới phần mô tả video. Đầu tiên mình sẽ đi nói tới cái phần thiết kế của máy. Thực sự mình đánh giá khá cao bởi vì mặc dù là đã được ra mắt cách đây là 2 năm, năm 2017, nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì cái kiểu thiết kế của iPad Pro nó không hề bị lỗi thời. Ở đây các bạn sẽ có một cái bộ khung bên ngoài làm hoàn toàn bằng kim loại cực kỳ chắc chắn luôn. Ở phía trên này thì các bạn sẽ thấy đường dãy trắng, ở đây là đường nhựa để giúp các bạn có thể bắt được sóng wifi, sóng điện thoại 3G này nọ. Bởi vì cái phiên bản mà mình đang có trên tay sẽ là phiên bản wifi và 3G luôn. Ở đây nó sẽ có cái khe sim, các bạn có thể dùng sim để có thể ở những nơi mà chúng ta không có wifi thì các bạn sẽ có thể bật 3G lên để mà có thể làm việc, là học tập hoặc là xem YouTube giải trí này nọ ha. Chưa kể ở đây thì bên đây chúng ta sẽ có ba cái nút 500 ở đây, thì công việc chính của nó sẽ là dùng để các bạn kết nối với lại cái bàn phím nè. Một trong những cái điểm mà mình thích nhất ở chiếc iPad Pro đó là về hệ thống âm thanh. Thì đối với máy chúng ta sẽ được trang bị tới 4 loa, 2 loa dưới và 2 loa ở phía trên này, rất là xịn sò luôn. Thì các bạn coi phim nè, chơi game nè thì sẽ có một cái chất lượng âm thanh rất là đỉnh cao. Và sử dụng những chiếc máy mà nó có một cái độ mỏng như thế này thì các bạn sẽ có những cái lợi là chúng ta có thể dễ dàng nhét bỏ vào túi, vào cặp, không bị chiếm quá nhiều diện tích, mà vẫn có thể để gọn gàng mà không sợ cái máy của chúng ta nó quá cồng kênh. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái đường viền benzen và chạy dọc toàn bộ xung quanh máy của chúng ta. Máy sẽ có kích thước màn hình rộng lớn là 10.5 inch cho phiên bản mà mình đang có trên tay, và sử dụng tấm nền hiển thị là IPS LCD và có độ phân giải là 2K. Với chất lượng hiển thị cao thì các bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ đã mắt khi mà xem phim, đọc báo cũng như là chơi game ở trên chiếc máy này. Và màu sắc hiển thị thì mình sẽ không cần nói quá nhiều, bởi vì iPhone thường luôn mang lại chúng ta một cái gam màu nó khá là tươi tắn, ít có tình trạng là gam màu nó bị nhợt nhạt, trừ khi các bạn sử dụng màn hình lô mà thôi. Với sản phẩm iPad Pro phiên bản 10.5 inch này thì sẽ được chạy con chip là Apple A10X với 6 x 64 bit. Phiên bản mình đang có trên tay là 4GB RAM 64GB. Với con chip Apple A10X này thì trong thời điểm hiện tại mình có thể chơi game PUBG với một cái mức độ họa khá là ngon lành và chơi rất là mượt mà luôn, lại là lần khác nữa. Nên nếu như để hỏi rằng là iPad Pro có xứng đáng để mua về để mà trải nghiệm game hay không thì thật sự phải nói anh em nên mua và ngay và liền luôn, bởi vì chơi game rất đã. Và thật sự là khi mà mình chơi game ở trên chiếc iPad Pro này xong, mình quay qua điện thoại thì thật sự mình muốn vứt ngay cái điện thoại và ôm cái iPad mà thôi, bởi vì nó quá ngon lành. Chưa kể là ở phần màn hình của chúng ta thì sẽ có cái tốc độ là 120Hz, nên vì thế là các bạn sẽ thấy là nó rất là mượt mà. Nên vì thế các bạn sẽ có thể thấy được là những cái thao tác qua lại vuốt chạm này nọ thì nó nhanh nhạy và mượt hơn rất là nhiều so với lại 60Hz. Và với máy các bạn sẽ được trang bị viên pin là 8134mAh. Mặc dù là viên pin của chúng ta có một mức dung lượng rất khủng, nhưng khi mà mình cầm trên tay thì mình không cảm thấy nó quá nặng và gây cho mình những cái gọi là quá cỡ khi mà chúng ta sử dụng này nọ. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái phần mà gọi là sử dụng iPad Pro. Nhiều bạn thì nghĩ rằng ui iPad Pro nó to quá, nhìn nó khủng quá, sợ xài này nọ nó nặng rồi nó vướng này nọ. Thật ra thì ban đầu mình cũng nghĩ y chang như các bạn, nhưng khi thật sự mà mình sử dụng rồi thì mình mới thấy rằng nó không quá gì gọi là bị quá cỡ cả. Bởi vì thứ nhất là trọng lượng của máy nó vừa phải, cầm nắm xem phim rồi này nọ chơi game luôn. Kể cả chơi game mình cầm bằng chiếc iPad này mình chơi rất là nhiều trận mình cũng không mỏi tay, bởi vì cái trọng lượng nó rất là vừa. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là máy của chúng ta thì rất là mỏng, nên vì thế là khi mà mình bỏ vào cặp hoặc là mình bỏ vào những cái túi mà chỉ là mỏng mỏng nhẹ nhẹ để mà đeo trên người nhỏ thôi thì nó cũng không bị vướng víu quá nhiều và chiếm quá nhiều diện tích, không có cồng kềnh gì cả. Đây là một trong những cái điểm rất là đáng sở hữu ở trên chiếc iPad Pro. Nếu như mà lấy cái con số là 2 năm ra để hỏi với mình rằng là iPad Pro có còn xứng đáng mua trong thời điểm hiện tại hay không, thật sự mình trả lời một câu thôi, quá đáng luôn chứ không phải là đáng nữa. Thứ nhất là sau 2 năm thì mức giá của chiếc iPad Pro này đã được rẻ xuống rất là nhiều. Các bạn có thể tham khảo thử tại cửa hàng Di động Thông Minh thì iPad Pro này của chúng ta đang có mức giá dao động tầm khoảng hơn 11 triệu cho cái phiên bản đã active thôi, mới đã active chỉ hơn 11 triệu.
Còn nếu như các bạn mua phiên bản mới thì tầm khoảng 18 triệu này nọ. Thì cái vấn đề về cái phiên bản mới hay là như thế nào đó thì cái vấn đề này là do nhu cầu của các bạn. Có người thì thích mới, có người thì thích như thế thì cũng đã được rồi, thì không sao cả, cái vấn đề này không quan trọng. Nhưng mà với cái iPad Pro này thì nó vẫn mang lại các bạn những trải nghiệm rất tốt khi mà các bạn có thể đọc báo, lướt web và mọi thứ thao tác nhanh, nhạy và mượt. Ở trên cái con chip Apple A10X này vẫn hỗ trợ các bạn rất tốt. Bởi vì mình sẽ cho các bạn xem một đoạn chiến game của VOVG và Liên Mobile thì máy hoàn toàn lại các bạn những cái trải nghiệm và chiến game nó rất là ngon lành, chứ không có dở hay là cái gì cả. Và qua cái phần chơi game thì các bạn đã có thể thấy được về cái khả năng giải trí chơi game ở trên chiếc máy này nó là như thế nào rồi ha. Như đó thôi thì cũng chưa hết, iPad Pro của chúng ta còn được trang bị cảm biến khóa dấu vân tay. Và vân tay ở máy thì hoàn toàn rất nhạy, rất tốt. Nên nếu như để nói rằng iPad Pro không xứng đáng sở hữu thì mình nghĩ cái câu này nó cũng có vẻ như là hơi bị sai lầm một tí xíu. Bởi vì hoàn toàn giá tốt mà mang lại nhiều trải nghiệm ngon lành thì không lý nào mà chúng ta lại không sở hữu. Đặc biệt là với mức pin ở trên máy thì có nhiều bạn bảo rằng iPad như thế này xài rất là tốn pin và sạc thì rất là lâu. Thực ra thì mình thấy cái thời gian sạc dành cho iPad thì hầu như con nào nó cũng gần như nhau cả. Với mức dư lượng pin khủng như thế thì đương nhiên chúng ta phải tốn một cái thời gian khá hơn rất là nhiều so với lại cái điện thoại của chúng ta. Với những tính năng mới lạ ở trên iOS 13 thì các bạn sẽ có những trải nghiệm mới lạ và cũng như là những tính năng rất là thú vị luôn. Và nếu như các bạn mà muốn trải nghiệm những tính năng đó thì các bạn nên sở hữu ngay cho mình một chiếc iPad Pro nhé. Và video đánh giá về sản phẩm iPad Pro phiên bản 10.5 inch của mình đã là kết thúc rồi. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm iPad Pro phiên bản 10.5 inch này? Với cái sản phẩm này thì như nãy mình đã nói thì máy nó hoàn toàn vẫn rất là đáng mua. Với máy thì chúng ta sẽ có thiết kế đẹp nè, mỏng, nhẹ, không phải là nhẹ mà là có một cái khả năng cầm nắm trọng lượng nó vừa phải. Camera thì chụp đẹp, có thể quay phim với độ phân giải 4K. Đó. Ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị kích thước lớn là 10.5 inch, có bảo mật vân tay, chơi game PUBG ngon lành mượt mà, hệ thống âm thanh 4 loa. Tại sao là ngại gì mà chúng ta không sở hữu cái sản phẩm? Và đặc biệt nhất là với mức giá hiện tại thì không mấy mắc, nên các bạn có thể sở hữu cho mình một cái sản phẩm nó hoàn toàn rất là một cách dễ dàng. Và các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm iPad Pro phiên bản 10.5 inch này của chúng ta? Sau khi xem xong hết video này, các bạn đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ ngay ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau bàn tán nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video kỳ này của Đi Review. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm những video bổ ích từ bên mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ, đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé.